Vào ngày 29 tháng 2, truyền thông Mexico đưa tin ứng viên của Đảng Hành động Quốc gia, người tham gia ứng cử vị trí thị trưởng thành phố Maravatio, đã bị sát hại chỉ vài giờ sau vụ sát hại một ứng cử viên khác cùng thành phố, và vụ việc đang khiến cho người dân nước này vô cùng hoang mang. Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, một đối tượng đi xe máy đã tấn công ông Perez Luna tại khu vực trung tâm thành phố Maravatio khi ứng viên này đang lái xe trên đường đi đón vợ ở cơ sở kinh doanh bánh ngọt của gia đình. Cảnh sát đã tìm thấy tại hiện trường băng đạn sử dụng cho súng ngắn cỡ nòng 0,9mm. Trước đó vài giờ, ông Miguel Angel Zavala, ứng viên của Morena cầm quyền, có cùng nguyện vọng tranh cử chức chủ tịch thành phố Maravatio, bang Michoacán, cũng bị ám sát trên xe quanh khu Rancho La Huerta. Cảnh sát địa phương cho biết ông Zavala bị bắn nhiều phát đạn trên khắp cơ thể, tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Tôi vừa làm việc với văn phòng công tố viên thành phố để tìm ra nguyên nhân những người này bị sát hại. Các vụ việc xảy ra khá đột ngột. Lãnh đạo Morena và PAN lên án các vụ bạo lực nhằm vào các ứng viên, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng điều tra và bắt giữ đối tượng gây án.